Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay xin giới thiệu đến anh em dòng mũi soi thông 2 chỉ có mã NC0904 của thương hiệu Tideway. Với dòng mũi này hiện tại chúng tôi đang có 6 kích thước khác nhau, sử dụng cho các độ dày từ 1/9 đến 4/7. Dòng mũi này chúng ta thường sử dụng trong nội thất, đồ gỗ, giường tủ, bàn ghế, nam đi, chật gỗ. Các cái đường chỉ có chi tiết như thế này. Và để hình dung xem mũi soi lại cho chúng ta những điều chỉnh như thế nào thì ngay sau đây chúng ta cùng nhau trải nghiệm thực tế sản phẩm. Đây, và như các anh em thấy thì sau khi mà chạy úp 2 đường thì được 4 chỉ như thế này. Và nếu như anh em là yêu thích sản phẩm thì hãy để lại bình luận bên dưới hoặc có thể truy cập vào website vinachi.vn để được biết thêm thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.